Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Vả, khi Mặc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. Người cũng đi đến tận trước cửa vua, vì ai mặc cái bao bị cấm không cho vào cửa của vua. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có sự thảm sầu, kiêng cử ăn, khóc lóc và kêu vang. Lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình. Các nàng hầu bà Esete và những hoạn quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà. Hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gửi quần áo cho Mặc-đô-chê mặc để lột bao khỏi mình người, nhưng người không khứng nhận. Bây giờ bà Esete gọi Ha-thác, một hoạn quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến Mặc-đô-chê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Ha-thác bèn đi ra đến Mặc-đô-chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. Mặc-đô-chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình và số bạc Ha-man đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Giu-đa. Người cũng đưa cho hoạn quan một bản sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt diệt dân Giu-đa để hoạn quan chỉ cho bà Esete xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua. Trước mặt vua, nài xin ơn vua và cầu khẩn dùm cho dân tộc mình. Ha-thác bèn trở về thuật lại cho bà Esete mọi lời của Mặc-đô-chê. Bây giờ bà Esete nói với Ha-thác và sai người nói lại với Mặc-đô-chê rằng: các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việc vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày dài tôi không được vời vào cung vua. Người ta thuật lại cho Mặc-đô-chê các lời của bà Esete. Mặc-đô-chê biểu đáp lại cùng bà Esete rằng: chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì có cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Bà Esete bèn biểu đáp lại cùng Mặc-đô-chê rằng: hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Mặc-đô-chê bèn đi và làm theo mọi điều bà Esete đã dặn biểu mình. Chương 5. Ngày thứ 3, bà Esete mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội viện đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Vừa khi vua thấy hoàng hậu Esete đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua giơ ra cho bà Esete cây phủ việc vàng ở nơi tay mình. Bà Esete lại gần và rờ đầu cây phủ việc. Vua nói với bà rằng: hỡi hoàng hậu Esete, ngươi muốn chi, cầu xin điều gì, dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi. Esete nói: nếu nhiệm ý vua, xin vua và Ha-man ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà tôi đã dọn cho vua. Vua bèn bảo rằng: hãy kiếp vời Ha-man đến, đặng làm y như hoàng hậu đã nói. Đoạn vua và Ha-man đi đến dự tiệc yến của bà Esete đã dọn. Trong lúc dự tiệc rượu, vua hỏi bà Esete rằng nàng xin điều gì tất sẽ nhậm cho, nàng cầu khẩn việc gì dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho. Bà Esete đáp rằng: này, điều tôi cầu xin và sự tôi ước ao,
nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ước ao. Xin vua và Haman hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu. Trong ngày đó, Haman đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Haman thấy Mardochê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mardochê. Dẫu vậy, Haman nín giận lại, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Seret là vợ mình. Haman thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình và mọi sự vua làm cho mình được sang cả. Thế nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua. Haman cũng nói, trừ ra một mình ta, hoàng hậu Esete chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn. Và ngày mai ta lại được mời dự nơi nhà người với vua. Song mọi điều đó chẳng ích gì cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy Mardochê người Giu-đa ngồi tại cửa vua. Seret vợ người và các bạn hữu người đều nói rằng, hãy biểu dựng một mộc hình cao 50 thước, rồi sớm mai hãy cầu vua khiến cho người ta treo Mardochê tại đó. Đoạn ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm đẹp lòng Haman, người bèn truyền dựng cây mộc hình. Chương 6. Đêm đó vua không ngủ được, nên truyền đem sách sử ký đọc tại trước mặt vua. Người ta thấy có chép rằng Mardochê đã tỏ ra mưu của Bích Thang và Thê-rết, hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tra tay vào vua Assyru. Vua nói, vì công sự ấy, Mardochê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng, người chẳng được chi hết. Vua hỏi, ai ở nơi viện trung? Vả, Haman đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu vua truyền treo Mardochê nơi mộc hình mà người đã dựng cho Mardochê. Các thần bộc của vua thưa rằng, kìa Haman đứng nơi viện trung. Vua bèn nói, người hãy vào. Haman bèn vào. Vua nói với người rằng, phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Haman nghĩ thầm rằng, vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao? Vậy Haman bèn tâu rằng, hễ người nào vua muốn tôn trọng, khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cởi và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó. Áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cưỡi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội và la lên rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Vua nói với Haman rằng, hãy mau mau đem áo triều và ngựa y như lời ngươi nói mà mặc cho Mardochê người Giu-đa đang ngồi tại nơi cửa vua, chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói. Haman bèn lấy áo triều và ngựa mặc cho Mardochê, rồi dẫn người cưỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội mà hô lên trước mặt người rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Đoạn Mardochê trở về cửa vua, còn Haman lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại. Haman thuật lại cho Seret vợ mình và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy, các người khôn ngoan và Seret vợ người nói rằng, ông đã khởi mọi sa bại trước mặt Mardochê rồi. Nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người. Khi chúng còn đang nói chuyện với người, các hoạn quan của vua đến, lật đật đưa Haman đến dự tiệc yến mà bà Esete đã dọn. Chương 7. Vậy, vua và Haman đến dự tiệc rượu với hoàng hậu Esete. Ngày thứ hai, trong khi dự tiệc rượu, vua cũng nói với bà Esete rằng, hỡi hoàng hậu Esete, ngươi muốn xin sự gì, tất sẽ ban cho ngươi, muốn cầu gì, dầu cho đến phân nửa nước, tất cũng ban cho. Hoàng hậu Esete thưa lại rằng, ôi vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi,
và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi. Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán để hủy diệt, giết chết và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tức tôi đã nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được. Vua Ashuru nói với hoàng hậu Esther rằng, kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai và nó ở đâu? Bà Esther thưa, kẻ cừu thù ấy là Haman độc ác kia. Haman bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu. Vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Haman vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình, bèn ở lại nài khẩn hoàng hậu Esther cứu sanh mạng mình. Khi vua ở ngoài ngự viện trở vào nhà tiệc, thì Haman đã phục xuống trên ghế dài nơi bà Esther đang ngồi. Vua bèn nói, trong cung, tại trước mặt ta, nó còn dám lăng nhục hoàng hậu sao? Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền che mặt Haman lại. Hạc-bô-na, một hoạn quan chầu trực vua, rằng, kìa, cây mộc hình cao 50 thước mà Haman đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng, hãy treo nó lên đó. Người ta bèn treo Haman nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi. Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sinh-văn và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời Cha chúng ta và trong Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-su Christ. Hỏi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ác là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vân phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chương 2. Luận về sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài. Thì hỏi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ, kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra,
Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Hỏi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỏi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương anh em và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Chương 3. Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác, vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đương làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. Nguyện xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Nguyện xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Chính tay tôi là Phao-lô viết lời chào thăm này cho anh em. Ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi. Tôi viết như vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy. Thi Thiên thứ 10. Đức Giê-hô-va ơi, vì cớ gì Ngài đứng xa? Lúc gian truân tại sao Ngài ẩn mình đi? Kẻ ác vì lòng kiêu ngạo hăm hở rượt theo người khốn cùng. Nguyện chúng nó phải mắc trong mưu trước mình đã toan. Vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình, kẻ tham của từ bỏ Đức Giê-hô-va và khinh dễ Ngài. Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng Ngài sẽ không hề hạch hỏi, chẳng có Đức Chúa Trời, kìa là tư tưởng của hắn. Các đường hắn đều may mắn luôn luôn, sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn chẳng thấy được. Hắn chê hết thảy kẻ thù nghịch mình, hắn nghĩ rằng ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời.
Miệng hắn đầy sự nguyền rủa, sự giả dối và sự gian lận. Dưới lưỡi nó chỉ có sự khuấy khỏa và gian ác. Hắn ngồi nơi rình rập của làng, giết kẻ vô tội trong nơi ẩn khuất. Con mắt hắn dòm hành người khốn khổ. Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang nó. Hắn rình rập đặng bắt người khốn cùng. Khi hắn kéo kẻ khốn cùng vào lưới mình thì đã bắt được nó rồi. Hắn chùm hum và cúi xuống. Kẻ khốn khổ sa vào vấu hắn. Hắn nghĩ rằng Đức Chúa Trời quên rồi. Ngài đã ẩn mặt sẽ không hề xem xét. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy giơ tay Ngài lên, chớ quên kẻ khốn cùng. Vì cớ sao kẻ ác khinh dễ Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Chúa sẽ không hề hạch hỏi? Chúa đã thấy rồi, vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại, để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại. Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa, Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ cho đến không còn thấy gì nữa. Đức Giê-hô-va làm vua đến đời đời vô cùng. Các ngoại bang bị diệt mất khỏi đất của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ, khiến lòng họ được vững bền, và cũng đã lắng tai nghe, đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, hầu cho loài người vốn bởi đất mà ra không còn làm cho sợ hãi nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.